Rồi chào quý anh chị các bạn, trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Đây, trước mặt quý anh chị các bạn thì hôm nay em quay nhanh cái tổng hợp giá xe cũ này, một số những dòng xe mà cá nhân em thấy là sẽ phù hợp với quý anh chị khách hàng theo dõi kênh từ lâu. Hôm nay bọn em có VinFast Lux A 2.0. Đây là phiên bản cao cấp nhé, bên em đang chào bán xe này. Và là xe cũ cá nhân, một chủ từ đầu, xe đăng ký 2019 và bên em vẫn còn đăng kiểm đây đến năm 2022 nhá. Rất là mới, xe đi có hơn 1,1 vạn km thôi. Và hiện nay bên em đang chào bán là 985 triệu đồng nhé. Biển Hà Nội này thì chúng ta không phải mất tiền khi mà sang tên đổi chủ. Đấy. Giá bán hay giá bao hồ sơ các thứ thì anh chị nếu như phù hợp nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với em Hùng để đàm phán thêm về giá bán nhé. 2020 nhưng mà chưa xin bảo anh chạy. Hiện nay thì bọn em bày xe trực tiếp trong showroom luôn. Đây, thông tin cơ bản là vậy. Rồi, bọn em quay luôn keo chỉ này, nội thất nhá. Rồi, xe từ 2019 này, ghế lái này, đấy, đẹp hay xấu nó ở cái ghế lái đây, gần như là còn nguyên và vẫn còn thơm mùi da nhá. Đây thì khẳng định với quý anh chị luôn, lần đầu em quay xe vì xe cũng mới về luôn chứ. Rồi, thời điểm trước lúc nó mới ra mắt thì thật sự là cũng rất là khó quay. Tuy nhiên thì sau khoảng 2-3 năm sử dụng và được phân phối trên thị trường rồi ấy, thì giờ chúng ta cũng có khá nhiều xe VinFast cũ rồi. Đó, quý anh chị có nhu cầu thì xem xe trực tiếp thì cứ alo em. Đấy, cửa quay này, vô lăng này, gần như là ghế trên da còn nguyên bản luôn, em quay chi tiết chậm cho anh chị. Có thể từng thời điểm và từng khu vực thì cái mức giá xe mới nó có thể thay đổi khác nhau. Tuy nhiên thì xe cũ bọn em buôn bán theo thị trường và chúng ta đều là thuận mua vừa bán thôi. Rồi em quay thêm keo chỉ và động cơ nhé. Rồi khoang máy, khoang capo này, anh chị yên tâm là bên em mua xe thì sẽ cam kết khi bán là xe nguyên bản, không đụng ngập nước và không bổ máy nhá, máy móc nguyên bản theo xe, có cam kết là văn bản, nó có phạt nguội tùy anh chị check. Cái này là do bụi thôi, bên em cũng chưa xe nào cũng vậy. Đấy, mình quay máy móc này, keo chỉ này, 2019 thì gần như là mới nguyên rồi. Giá thì anh chị cứ đến xem xe, làm việc, mình làm việc thêm về giá nhé. 985 triệu cho mẫu Lux A VinFast như này. Mẫu xe này thì bán rất là nhiều và tiền thân của nó là BMW 5 Series.